Năm 1976 là sự kiện trọng đại đối với thương hiệu Patek Philippe, với sự ra mắt của dòng Patek Philippe Nautilus, được thị trường ưu ái gọi là biểu tượng của đồng hồ thể thao sang trọng. Người thiết kế ra chiếc đồng hồ này chính là Giorgio Senta, một trong những nhà thiết kế đồng hồ nổi tiếng nhất và được xem là cha đẻ sáng tạo ra các dòng sản phẩm mới. Để nói về nguồn gốc ra đời của cỗ máy thời gian này là cả một câu chuyện thú vị mà Kỳ Lân Luxury muốn chia sẻ đến các bạn. Và hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về mẫu đồng hồ Nautilus đầu tiên với mã số RF3700. Bắt nguồn từ cảm hứng là tạo ra một chiếc đồng hồ mang tính cách mạng, làm từ thép không rỉ với những đường nét thiết kế góc cạnh táo bạo. Đắt hơn hầu hết những chiếc đồng hồ đeo tay cổ điển, bên trong đó còn kèm theo cỗ máy Haute Horlogerie, được chế tác tinh xảo và thủ công cao độ. Từ đó, khái niệm về đồng hồ thể thao sang trọng và dây thép Rayless tích hợp ra đời. Ý tưởng này được Senta đề xuất vào năm 1972 và Patek Philippe với tư cách là đối thủ cạnh tranh chính của AP lúc này cũng không thể ngồi yên mà cần phải có câu trả lời để đáp lễ. Điều đó đã được thực hiện tại hội chợ đồng hồ Basel World năm 1976. Cùng năm đó, Senta đã quyết định thiết kế đồng hồ cho Patek Philippe và Nautilus chính thức được trình làng. Có thể nói, cảm hứng này được len lỏi một cách mạnh mẽ trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Khi mà Senta đang dùng bữa tối tại nhà hàng của một khách sạn với khung cửa sổ nhìn y hệt như ô cửa của tàu biển xuyên Đại Tây Dương. Theo như chia sẻ thì ông chỉ mất đúng 5 phút để phát thảo chiếc đồng hồ này. Phải nói rằng sự khai sinh của Nautilus là ngắn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp đồng hồ. Giờ đây, Nautilus không chỉ mang tính biểu tượng đồng hồ thể thao sang trọng mà nó còn mang tính biểu tượng trong cuộc đời và sự nghiệp của Senta. Với Nautilus, đây chính là một minh chứng cho bước đi đầy táo bạo và thách thức nhưng cũng vô cùng mới mẻ của Patek Philippe. Bởi lẽ, truyền thống của hãng là không sản xuất dòng đồng hồ thể thao, sản phẩm thực sự mà họ có là những chiếc đồng hồ bấm giờ và đồng hồ xem giờ bình thường. Tuy nhiên, cuối cùng họ cũng đã chứng minh cho thế giới thấy được đó là một bước đi thông minh và sau này đã trở thành một biểu tượng đẳng cấp. Trở lại với Patek Philippe Nautilus 3700, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá hết những ngóc ngách và khía cạnh của phiên bản này. Trước tiên là tên gọi Nautilus, được lấy cảm hứng từ chiếc tàu cùng tên của thuyền trưởng Nemo trong cuốn tiểu thuyết Hai vạn dặm dưới biển. Thiết kế bộ vỏ của Nautilus 3700 có cấu trúc khá đặc biệt. Với hình dạng tổng thể được bắt nguồn từ cửa sổ mạn tàu biển, chúng có hai tay gợi nhớ đến bản lề của cánh cửa. Sở hữu đường kính lên đến 42mm, người ta đặt cho nó biệt danh là Jumbo. Tuy nhiên, bản chất của chiếc đồng hồ lại khá mỏng, độ dày chỉ 7.6mm. Nếu như tính chất thể thao là mục tiêu chính của chiếc đồng hồ, thì nó vẫn giữ được nét thanh lịch. Ở Nautilus 3700, sử dụng một bố cục sắp xếp có khả năng lợi dụng ánh sáng để tạo ra một mặt số rất quyến rũ. Đặc điểm chính của mặt số trên Nautilus chính là những đường rãnh nằm ngang, được làm từ vàng nguyên khối, các cọc số và kim thì được làm từ vàng trắng. Chúng được phủ lên một chất phát quang tritium, cho phép quan sát giờ trong bóng tối. Bộ kim và cọc số có thiết kế rất đơn giản, tạo nên một nét đẹp tinh tế vượt thời gian. Patek Philippe Nautilus sở hữu một cỗ máy siêu mỏng với độ dày là 3.65mm do lịch ngày. Nếu không có lịch thì nó sẽ chỉ dày 245mm. Đây là cỗ máy tự động bao gồm 36 chân kính, đường kính là 28mm, dao động ở tần số 2.75Hz. Sử dụng cân bằng Riromas của Patek với khối lượng quán tính không đổi. Phần trang trí được hoàn thiện khá đơn giản với các phần vét bóng, đánh vân sọc và vân tròn, khả năng chữ code là khoảng 40 giờ. Nautilus có hai phiên bản dây đeo, chủ yếu khác nhau về chiều rộng. Các phiên bản đầu tiên 3700-1A dây đeo rộng và khá thẳng. Các mẫu 3711A sở hữu bộ dây đeo thon nhỏ hơn, dây đeo của các phiên bản đầu tiên cũng có ít mắt hơn. Số lượng sản xuất ước tính từ năm 1976 đến năm 1990. Ở bản 3701A, thép không rỉ với dây đeo rộng khoảng 3.500 chiếc. Ở bản 3711A, thép không rỉ với dây đeo hẹp khoảng 1.300 chiếc. Ở bản 3700AG, thép vàng với dây đeo rộng khoảng 600 chiếc. Ở bản 3711AG, thép vàng với dây đeo hẹp khoảng 300 chiếc.